một trong những series ảnh miêu tả sự chuyển động đẹp mê hồn thuộc về nhiếp ảnh gia Lois Greenfield. Lois bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh của mình trong lĩnh vực báo chí và dần bị thu hút bởi vẻ đẹp tiềm năng từ các chuyển động của các vũ công. Năm 1982 là lúc bà quyết định mở studio cá nhân, là nơi mà bà có hoàn toàn sự tự do sáng tạo trong khám phá các góc độ ánh sáng cũng như vô vàn cơ hội cho những chuyển động tinh tế và mới mẻ. Cách tiếp cận độc đáo và mới lạ này của bà không những mang tới một luồng gió mới trong cộng đồng nghệ thuật nhiếp ảnh mà còn ảnh hưởng lớn tới thế hệ các nhiếp ảnh gia kế cận về bố cục, kỹ thuật ánh sáng và vẻ đẹp chủ thể.